bên ở đây là những cây phi điệp lá biên phát tài một dòng hoa được nhiều cô chuyến chị sưu tầm nhiều nhất vào những dịp đầu năm và cuối năm đúng không ạ lá biên thu hút may mắn và tài lộc với gia đình của mình chính vì vậy được rất nhiều cô chuyến chị sưu tầm. ngày hôm nay em thảo tri ân cô chuyến chị với giá rất là mềm luôn ạ Em Thảo bán lá biên phát tài này với giá 190 000 thôi. Em đảm bảo là bao giá toàn quốc không cô chú chị nào có thể mua được dưới giá 200 000 luôn ạ. À. Đấy, em Thảo bán tri ân thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta gọi sưu tầm. Nếu mà chúng ta mua hai chậu như này, em thảo sẽ bán cho cả nhà với giá là ba trăm rưỡi nhé cả nhà nhé. Đây là cây à, phi điệp lá viên phát tài thu hút may mắn và tài lộc về gia đình của mình. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 30 cm. Hàng ươm kỳ và hiện tại đã thắt ngọn rồi nên là có một số cây nó đang trong quá trình rụng à, lá này. Cả nhà nhìn Nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Và em có dòng hai thân, hai thân này em thảo bán là 240 000 bốn một chậu. Nếu mà chúng ta mua hai chậu hai thân như này, em thảo bán cho cả nhà với giá là bốn trăm rưỡi nhé cả nhà nhá đó bốn trăm rưỡi một cặp nếu mà chúng ta mua hai thân hai thân thì anh thảo không có nhiều đâu nếu chúng ta mua sưu tầm thôi thì chúng ta mua một hai chậu một thân như này thì rất là xinh đã thắt ngọn rồi nên là em thảo gửi cho cả nhà rất là an toàn về cái dòng lá biên này nhá